Xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Từ ngày hôm nay, kênh HLT Channel Giải pháp chăn nuôi hiệu quả sẽ được phát sóng lúc 20 giờ thứ 3, 5, 7 hàng tuần. Các bác nhớ chú ý đón xem nhé. Kênh của tôi sẽ chia sẻ với các bác về các mô hình chăn nuôi, các bệnh thường gặp và kỹ thuật chăn nuôi trên gia súc, gia cầm và thủy cầm. Các bác nhớ đăng ký ủng hộ kênh HLT Channel để nhận được những video mới nhất từ kênh của tôi nha. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ một mô hình chăn nuôi trâu bò vú béo của trại nhà anh Hồng ở Hoài Đức, Hà Nội. Trại mà hôm qua tôi vừa review con trâu 100 triệu đó. Trại anh hiện tại đang nuôi hơn 20 con trâu bò vú béo và chúng ta cùng đi qua trại nhà anh để xem anh chăn thế nào nhé. Sao anh dùng nhiều muối thế ạ? Cái này là mình cho ăn, mình trộn cho ăn luôn à? Anh cho vào nước. Cho vào nước cho nó uống á? Cho nó uống à. Còn đâu, nhiều không anh? Mỗi con chắc bình quân ngày khoảng tầm này. Để có tác dụng gì? Cho nó đủ chất đủ khoáng, chất đề kháng. Cho bỏ chân muối, nhà anh duy trì truyền thống. Truyền thống cho ăn muối. Cái này là anh băm cỏ ra đây đúng không? Cỏ đây, anh cắt ở bên ngoài à? Cái cỏ này là anh cắt ở ngoài đồng đúng không? Có phải thuê người cắt không anh? Anh học, cháu học lớp 12 rồi nó đang học tiếng luôn. À. Cái cám này là 170.000 một bao đi anh. Một ngày cho ăn bao nhiêu cân? Mỗi ngày 2 cân. Mỗi ngày 2 cân à? Bá đậu bao nhiêu cân này? Con này chắc chắn là 1 yến. Một con một yến, ba đậu luôn. Một con một yến. Thế ba bia bao nhiêu cân ạ? Cũng phải một yến. 50-50. Ba bia, ba đậu, cám, bò. Cám là của bộ CB. Đúng rồi. Ba bia là 10 cân. Ba đậu 10 cân. Bình quân một ngày đấy, hàng ngày đấy. Và cám là 2 cân. Sáng và tối cho ăn 2 bữa. Cám bình quân mỗi con 2 cân một ngày. 2 cân một ngày. Ba đậu là anh mua bao nhiêu tiền cân này? 800 đồng một cân. Anh mua ở nhà máy nào? Anh có thằng đó làm không hôm được mang đến. À. Thường thường là anh vỗ trong khoảng thời gian bao nhiêu ngày? Anh chỉ đến năm 9. Bao nhiêu? 4-5 đến muộn nhất là 2 tháng. Tức là 4-5 đến khoảng 60 ngày thôi. Không bao giờ nuôi quá 60 ngày. Anh ở đây có trồng cỏ không? Có. Có trồng cỏ nhưng mà có phải đi mua rơm về không? Rơm thì anh tầm cuối năm anh mua mía, anh không cho rơm. À cho mía, mua mía à? Mua lá mía hay là mua mía cây luôn. Mua mía cây luôn á? Mua đầu tấn. Xong bắt đầu về mình băm ra không cho ăn? Có cái máy thái không anh hay là mình tự? Thái ra như nát sắn này. À. Mỏng như nát sắn. Cái loại này luôn đúng không? Đấy đúng rồi. Cứ cho cây vào đây xong bắt đầu mình thái luôn. Thái như nát sắn luôn. Đang tập ăn đây đúng không? Thả lào em thấy được không ăn. Đây trộn cám với đầy ba bia. Đây đã trộn ba bia chưa anh? Chưa trộn chứ? Ba bia ở đây anh chưa trộn đúng không? Đây có bả đậu với cám viên. Bả đậu cám viên. Mới mua về đây cho cái ấy. Ai cho được à? Anh trộn luôn cả ba bia với lại cám vào trong này cộng với lại cái cỏ đấy luôn à? Đi nhà mình sang bên kia đi. Đây là anh mua ở công ty bia nào đây? Cái ba bia này này. À, nhà máy bia Hà Nội ở địa chỉ ở đâu ấy? Cầu Diễn em không biết đâu. Ô, anh toàn cho ăn cỏ này nhỉ? Làm gần chạy thằng đâu mà anh thiếu cỏ, hết cỏ. Hết cỏ kia đấy, mình phải đi cắt cỏ này à? Ồ, cái dàn bò 3B này cũng hoành tráng anh nhỉ? 5 con thì công ty anh xuất 6 con đi Trung Quốc. Như những con bò này là khoảng bao nhiêu tiền một con này anh? Con bò này này. Con bò này chắc là 5 nhau.
55 triệu một con à? 55 triệu đến 70 triệu là chín rồi đấy. Bọn này là chín rồi đấy chứ anh. Đối với bò này thì chương trình dinh dưỡng như thế nào anh? Con bò này khoảng 3 cân cá một con. 3 cân cá một con. Những cái bò to như thế này. Nếu mà giai đoạn cuối từ tháng 10 đi mà khoảng tầm 20-25 Tết anh xuất tất cả nô còn bao nhiêu anh xuất nốt là nó phải tăng lên tầm 4 cân một con. 4 cân một con giai đoạn cuối. Ba bia bao nhiêu cân? Ba bia bình quân mỗi ngày mỗi cái này chắc cũng khoảng 1 yến bò đậu. Hai thứ 50-50. 1 yến ba đậu, 1 yến ba bia. 4 cân cám. Còn 2 cân sắn khô nữa. 2 cân sắn khô nữa. Cộng với cỏ. Cỏ thì ăn tự do. Thế này thì anh bảo là làm thêm một dãy nữa thì làm kiểu gì được? Anh lùi lại, ăn hai bên. Lùi lại thì anh nó... Anh làm em lãng phí. Đất mình nó có hạn. Mình làm lúc bây giờ mình định kinh doanh bò được không mấy, mấy con này hoành tráng nhỉ? Đây là toàn bộ được hết hả anh? Được tất. Bò này có lấy tinh gì không? Không anh không. Không á? À? Mấy con này chín hết rồi. Hôm kia mà anh không còn kia thì anh còn hoàng về quay chín rồi. À. Anh xuất 6 con, số 61 triệu một con đi Trung Quốc. 61 triệu một con. Con này những đàn này là anh nuôi mấy tháng rồi à? Anh nuôi bắt đầu từ tháng 2 bắt đầu anh vào. Tháng 2 bắt đầu vào. Bây giờ tháng 11 rồi. Gần tháng 11 rồi. Âm hay dương hả anh? Tháng 2 âm ấy. Tháng 2 âm à? Bây giờ tháng cũng tháng 10 làm gì nữa. Cái này là hai giống con này, hai con ship này mới vào mới về hai con này mang lên sông Lô thì... À, con này anh mua bao nhiêu? 33 triệu. 33 triệu á? Nhìn cái u nó hoành tráng nhỉ. Nhưng mà cái đầu này giống đầu mùa dầu dầu man thật man không sờ. Đấy cú về quay với một ship này khoảng 6-7, 6-8 người. Con bò này là lai rồi chứ anh? Con đấy không lai, tầm người ta mang đỏ, tầm một con sơn. Dòng này dòng lai hết rồi. Đây là hoa tươi, dòng lai, hai con lai, dòng lai. Mái nhà anh cao nhỉ, làm mái cao đấy. Làm 4 mái, trao đổi không khí. Mà anh có thêm đất làm, thực sự nếu mà giả sử như là anh bảo cho sang bên kia với nuôi một bên bên này thì em nghĩ là nó không đủ diện tích ấy. 2m rưỡi thoải mái à? Cái lòng máng này anh cho rộng bao nhiêu đây? 40 đây em. 40 trên là 60 đúng không? Trên 80. 40 80. 80. Cao hơn so với mặt nền bao nhiêu phân này? Cao được khoảng 50. 50 chính xác 50. Cái lòng máng ấy, lòng máng chắc khoảng 10. Lòng trong 40. Đáy ấy, 40. Dạ. Đáy 40 chắc mặt trên nó khoảng độ 6 mấy. 60. Gọi là 60 đi. Sạch sẽ lắm. Đây rửa đã sạch bóng mà nước nuôi xả qua biển lọc kia. Ở đây thì em thấy là nước nhiễm sắt nhiều đúng không? Nhìn này. Đây biển lọc chứ. Lọc hết đấy, có uống trực tiếp đâu. Nước nhiễm sắt. Ờ thế cái phân thì anh sẽ xử lý như thế nào anh? Xả trôi hết là cần. À. Như con bò này cao nhỉ? Em vào trong này mới biết nhìn thấy nó cao á. Bình quân nó 6 tạ hơi 1 mà. 6 tạ hơi 1 được rồi. Giá thị trường bây giờ xuất giá 90. Mà này giá 90 một cân à anh? Anh bán hơi là bán theo con? Thường thường là anh sẽ xuất cái bò này đi đâu? Chủ yếu là các
Tức là mình cũng chỉ lò mổ nước ở trong nước thôi đúng không? Vừa rồi thì xuất lô đi Trung Quốc đấy, cả những con bò được sim toàn 6, 7, 6, 8, 10, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Con bò này hoành tráng này. Con này anh bắt về được lâu chưa? Con nào? Con này này. Con này 18. Này. Dạ? Chiều 18 đấy. Chiều 18 hôm nay này. 18 hôm nay mới... Thế mới được 3 ngày à? 22 này, 23. 3, 4 ngày à? 5 ngày à? Về nó đã ăn đấy chưa anh? Ăn rồi, kẻ ăn cái. Bò này ngon này. Nhưng mà về thường thường là bò này nếu mà giả sử như là anh về nó có ăn luôn cái... cám này không? Ăn ngay, chỉ có ăn nhiều và ăn ít thôi, ăn mạnh hay ăn kém thôi. Dạ. Thế cái này mình trộn lẫn cả vào luôn à? Không, anh không trộn, anh cho cái đấy cho cháu ăn trước. À. Nhưng mà mình không chờ thời gian để cho nó sạch sẽ thì mình dạ. Cho ăn luôn cỏ. Lắm lúc mà bây giờ về mà bò nó hay bị tiêu chảy thì anh xử lý như thế nào? Tiêu chảy thì ở đây anh mang xuống anh trộn cái cúc chẳng thằng em nó làm chuyên môn thú y nó không? À, có thú y về trị cho mình đúng không? Đây con anh kể cả tiêm phòng cái thứ anh tiêm đấy hết. À, thế cô phải làm vaccine gì không anh? Bò chắc có, phải làm chứ. Anh tiêm hết rồi, năm nào phải tiêm. Lòng nó móng lòng là... máu anh cũng tiêm cách nhau 21 ngày. Ung khí tháng. Có làm không? Không, anh chỉ có tiêm phòng được bốn con móng là tôi ít trùng. Hai phần chủ yếu của bò châu bò. Bò nhanh có bao giờ dịch bệnh nhưng mà đúng rồi, cho ăn bá bia nó giảm rất nhiều bệnh. Hay anh. Ai là mình làm vaccine đều. Về, hiểu về chưa? Đấy, con này nó thả nhống ở trên ý này, à. Thả theo đàn. Con này về nó sẽ to lắm ấy nhỉ, nuôi rơi tầm khoảng 2-3 tháng rồi, sẽ to lắm ấy. 20 triệu rồi á? Con bò như... Mà, con này tầm 3 tháng là béo rồi. Bò thì cũng phải lâu hơn châu. Dạ. Chú có về sớm mấy hôm rồi, quay cái đàn bò to của anh. Còn bò xin mà không đợt cái này, chút đi. Vậy ạ. Hôm em gọi điện cho bác đấy là hôm đấy bán chưa anh? Ấy già, ấy già, phút ngày đấy kệ nhau, nào nào. Đây anh giỏi đấy. Thế con trâu bỏ đâu anh? Em đi mấy chỗ là em thấy cái dàn bò này là ngon nhất đấy. Đẹp nhất đấy nhỉ. Anh vào thêm 5-6 con kính xong về quay. Đấy, em gần đây thì lúc nào về cũng được. Từ chỗ em qua chỗ nhà anh là 13 cây. Em định vị là được 13 cây. Này bên này anh phải làm thêm nữa chứ. Đấy anh bị rộng quá, anh làm 4 mét thôi mà. Anh phải làm thêm nữa. 4 mét thì bây giờ nay mai hết những bò này là anh làm lại, anh tụt lại khung, làm hai dãy ăn ấp mặt vào nhau. Ở đây quỷ đất nó hiếm, nó ít. Cái phi kia là phi gì kìa anh? Anh ủ chua. Ủ chua, ủ cái gì ạ? Ủ cây ngô. À, mùa đông là thường mình ủ à? Hay là mùa nào cũng ủ? Mình ủ bằng cách nào anh? Anh phay cây ngô ra rồi trộn cám, gạo, cám sắn, muối trắng. Chỉ vậy thôi. Cây ngô, cám gạo, cám sắn, muối trắng. Ủ trong vòng bao nhiêu ngày à? Nếu mà mình cần đến cho ăn ngay trong vòng khoảng 1 tuần mình mở đổ ra cho ăn. Một tuần nào? Để đến bao giờ để ủ thùng này để đến bao giờ? Dạ. Thế à, buộc kín vào luôn đấy. Nó có đai lắm mà. Đóng kín vào luôn. Quỷ đất mà rộng mình phải xây bể suất. Vâng. Đất anh ít. Con bò này ngoan ha. Con này hiền. Ừ, hiền. Hiền nha. Con này nhìn mặt nó hoành tráng. U nhớ có thứ. 2 tuổi.
Bầu. Bây giờ cái loại bò này một tuổi nhỏ tí này. Nhỏ tí. Ôi con này hiền thế. Ngoan thế. Hả? Thank you.